nếu nguồn nước của bạn đang bị nhiễm phèn chua hay là nhiễm kim loại nặng đặc biệt là bạn đang sử dụng các loại nước giếng khoan thì cái biện pháp xử lý cái nước sạch ở đây thì sao bởi vì các bạn đang sử dụng một nguồn nước rất là uh, xấu và đưa vào trực tiếp cơ thể của con người mà gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người và bên cạnh đó nó gây rất bệnh tật đúng không thì, thì đây là một cái giải pháp dành cho anh em thì ở đây là một cái ví dụ thôi còn rất là nhiều các loại chủng loại khác nhau ở đây thì uh, đang sử dụng ba cái cột lọc nước nước từ lấy đầu nguồn và sau đó qua cột lọc ở đây. ba cái cột lọc ở đây thì ba cột lọc này sẽ có tác dụng khác nhau. Đây cột lọc để ừ, bạn có thể là loại trừ được những chất chất kim loại nặng hay loại trừ những cái bụi bẩn. Đó và những cái chất phèn chua qua những cái ba cột lọc này và cột lọc thứ ba này là cột lọc chắc ông sẽ xử lý về cái việc là uh, uh, kim loại nặng. Đấy thì mình sẽ chia sẻ một cái video kỹ hơn. Đó thì sau khi mà uh, có ba cục lọc này và cộng với hai cục lọc hai cái lọc ở đây, lọc nhỏ ở đây và sau đó với được đưa lên test thì bạn sẽ dùng nước từ test xuống để sinh hoạt gia đình. Thì cái việc mà đảm bảo về về cái việc mà đảm bảo cái nguồn nước ấy sẽ cho sức khỏe thì nó sẽ tốt hơn. ấy thì rất là nhiều anh em chỉ có ngày trước đây ấy chỉ có quan niệm là nước giếng khoan là nước rất sạch đúng không? Nhưng mà thực tế là khi mình kiểm tra về cái chỉ số đo và những cái cái đảm bảo được cái sử dụng hay không ý, thì rất là nhiều gia đình đã nói rằng với chúng tôi rằng là cái đấy nó không đảm bảo đấy về cái việc nguồn nước đấy bạn có thể là dùng tưới cây hay là dùng rửa rửa xe rửa sân thì được nhưng mà cái việc uống nước thì các bạn cần phải có cái sự um, nước sạch sẽ đấy thì ok thì trên vừa rồi cũng chia sẻ gửi gắm cho các bạn là anh em nào nó đang sử dụng cái nước giếng khoan bị nhấm phèn những cái nơi mà bị phèn chua ấy, thì bạn cũng thể lưu ý những cái um, sử dụng những cái cái mà biện pháp như này để cho ngôi nhà mình, để cho từng thành viên ngôi nhà mình có sẽ sử dụng một cái nước sạch nhất. Ok thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.